Mẹ nó bậy à? Đâu, mà nó bậy như nào? Để bố ra bố xử lý. Bố ơi, như nó nghe cú bố của con kìa. Không, em là nó nhá. Các bạn Mino, em nghĩ của con. Đây để bố ra xử lý. Đâu, bố vào bố xử lý. Hai bố con chơi cái này đi. Đây, đây là bố bắt nó. Không, mình của Si nhá. Bây giờ Si nhà em nó đang kiểu hơi nói trống không. Thì bây giờ em đang rèn. Bởi vì bình thường, ví dụ giao tiếp với con ấy ạ, thì anh cũng để ý là trong lúc giao tiếp với con ấy thì bao giờ con hỏi em cái gì em cũng dạ vâng. Với con như thế thì con học thói quen là cũng phải dạ vâng với người khác. Tại vì người lớn là tấm gương cho con mà. Thế nên là mình phải làm thì con mới làm được theo. Chứ bây giờ mình mà, ví dụ mình nhưng mà bắt con vâng dạ thì chắc chắn nó sẽ không rồi. Bởi vì nó là một tờ giấy trắng mà. Nó đã chưa phân biệt được vâng dạ. Vâng dạ là đúng hay sai. Cô phải bảo là bố ơi, em Mino nghịch của con. Đó chưa? Bố ơi, mẹ nó bậy à? Đâu, mà nó bậy như nào? Để bố ra bố xử lý. Mẹ con nhờ mẹ nó đấy. Mẹ lại nó đúng không? Ừ. Mẹ lại nó à? Mẹ lại nó à? Mẹ lại nó à? Đâu, mẹ dạy Si là không được gọi em là mẹ nó. Mẹ bảo là con phải gọi em là Mino. Em Mino. Mẹ bảo là Si không được gọi em Mino là nó. Chứ mẹ có gọi. Mẹ có nói đây đâu. Bố, hai bố con chơi với bố. Đi.